Xin mến chào các bác nhé. Video ngày hôm nay bên cửa hàng nhà em Minh Chính Audio sẽ xả kho cho các bác cái mẫu loa JBL Bass 30 các bác nhé. Của nó là cái mã loa JBL KB052 các bác nhé. Loa JBL KB052, thùng của nó màu nâu và lưới của nó màu nâu các bác nhé. Của nó bao gồm bên trong là một bass 30 và một chép kèn 450. Có nghĩa là của nó là full một bass một chép các bác nhé. Full một bass một chép. Cái dòng loa này thì là dòng loa đứng. Của nó là thùng của loa sơn màu nâu, sơn sần chống nước các bác nhé. Và lưới của nó lưới màu nâu. Bác nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại nhà em tấm biển màu vàng các bác nhé. Còn bác nào muốn xem nội thất bên trong, ví dụ bác nào muốn xem củ bát này và muốn xem củ chép, muốn xem phân tần bên trong lắp như thế nào, xem ruột gan của nó bên trong ra sao, thì các bác có thể kết bạn qua số Zalo nhà em là đuôi 72 các bác nhé, 922712. Bác nào muốn xem nội thất, ruột gan bên trong, kết bạn qua số Zalo để em gửi hình nội thất bên trong cho xem. Ở video này em sẽ test luôn chất âm cho các bác nghe và ở cuối video em sẽ báo giá cho các bác. Nhà em xả kho cái mẫu loa JBL KB052 này, xả tầm khoảng là mấy chục đôi gì đấy. Với mức giá cực kỳ rẻ cho các bác chơi nhá. Loa này cho các bác về bao hát hò cho các bác này. Hát hò cực kỳ hay. Loa chơi được tất cả các dòng nhạc các bác nhá. Không để các bác đợi lâu nữa, em sẽ mở một đoạn nhạc tầm khoảng vài phút em mở nhạc lên cho các bác nghe chất âm của cái dòng loa này. Các bác cùng nghe nhá. Mua hàng nhớ điện trực tiếp cho em các bác nhờ, nhà em có giao hàng toàn quốc. Mua hàng nhớ điện trực tiếp cho em theo số điện thoại tấm biển màu vàng các bác nhờ. Nhà em có giao hàng toàn quốc, các bác cùng nghe nhá. Con này chất âm cực hay, bát đánh rất là uy lực các bác nhờ. Nó có thể là dễ dàng phối ghép với âm ly hoặc là phối ghép với cục đẩy đều được các bác nhờ. Bên trong của loa một bát 30, côn 76 từ 170 các bác nhờ. Và con chép kèn 450 từ 120 côn 44. Dòng này cho các bác đánh thoải mái luôn. Tiếng cực hay. Ở cuối video em sẽ báo giá cho các bác nhá. Vỏ của nó là vỏ sơn sần chống nước, màu nâu, lưới màu nâu. Loa JBL KB052 các bác nhá. Rất hay các bác nhá.
vướng quảng cáo rồi. Nó bị vướng quảng cáo thì thôi em tắt luôn các bác nhé. Vừa rồi em mở một đoạn nhạc tổng khoảng 2 phút, gần 3 phút gì đấy. Em đã test cho bác nghe chất âm rồi. Em nói lại nhé, đây là loa JBL KB052 của nó là một bát 30 và một chép kèn 450. Củ bát bên trong của nó sử dụng là bát 30 từ 170 côn 76. Công suất của nó rơi vào tổng khoảng là 650W các bác nhé. Và một chép kèn 450 từ 120 côn 44. Cái dòng này bên em đang bán rất là chạy. Tại vì là thiết kế của nó rất là đẹp các bác nhé. Mẫu thùng rất đẹp này. Và loa nó cho ra chất âm cực kỳ tuyệt vời. Hát hò thoải mái các bác nhé. Dễ dàng phối hợp với âm ly hoặc với là cục đẩy. Đấy, bác nào mà chơi cái dòng này thì tuyệt vời luôn. Mua hàng thì điện trực tiếp cho em các bác nhé. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Như em đã nói, bác nào muốn xem hình ảnh của bát bên trong, hình ảnh phân tần, hình ảnh nội thất, có nghĩa là muốn xem ruột can của nó ấy, thì kết bạn qua số Zalo nhà em là 72, đuôi 72 để em gửi hình ảnh nội thất cho các bác xem nhé. Video ngày hôm nay em chỉ làm đến đây thôi và em sẽ báo giá cho các bác nhé. Giá bên em đang bán một đôi như thế này, hoàn thiện như thế này, về chỉ việc nghe thôi, là bên em đang bán với mức giá là 3 triệu 450 nghìn một đôi các bác nhé. 3 triệu 450 nghìn một đôi thôi ạ. Bên em xả còn tầm khoảng mấy chục đôi nên em xả cho các bác giá cực kỳ hợp lý. 3 triệu 450 nghìn một đôi. Mua hàng điện trực tiếp cho em các bác nhé. Khi mua hàng các bác nhớ bảo em là mua loa JBL KB052 giá 3 triệu 450 nghìn là được. Em xin dừng video tại đây nhé. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ. Và cho kênh YouTube nhà em một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.